Rất nhiều người khi gặp những đức hoặc là nhắn tin nó nói rằng là họ bị nhức mình hoặc lên máu đồ này kia. Vậy mà lễ Phật từ từ sức khỏe càng ngày càng rất là tốt. Và họ nói rằng trong khoảng thời gian mà khi những đức ra làm cư sĩ, họ nói rằng cái câu mà thầy nói đúng, cái nghiệp thầy đổ mà duyên con chỗ, có nghĩa là cái duyên tu của con nó chỗ ra. Cái thời gian mà tu tập rất là nhiều thì mới cảm nhận được cái cách niệm Phật lễ Phật này thù thắng. Cho nên là mỗi một người mình phải biết trân quý. Khi những đức mà mỗi tuần mà đi ra ngoài, những đức thấy cái việc mà ồn náo ngoài đường quý vị, xe cộ, kẹt xe được, những đức mới thấy rằng là chúng ta rất có phước. Thật sự mình rất có phước là bản thân mình giờ này được lễ Phật, được tu tập. Nó đại đi. Mình được thời gian tu tập đặc biệt quá. Chứ nếu như mà cứ ngày ngày mà cứ ở ngoài chỗ ồn náo rồi kẹt xe rồi gì, chắc chắn là mình dù có đeo cái máy niệm Phật hay chăng nữa cũng kết duyên thôi vị. Nên mới nói rằng là phàm phu của mình cần phải dưỡng tâm. Chứ nếu như phàm phu mình mà đi đi cái hình tướng thì cái như mình tiêu tiêu. Phàm phu dưỡng tâm, Bồ Tát thì phương tiện tướng. Tại vì Bồ Tát muôn biến vạn hóa, các ngài không bị trở ngại. Còn nếu phàm phu mình mà không dưỡng tâm chân thật là mình thành giả dối, là mình tiêu cái tâm à, bứt cái huệ mạng rồi quý vị. Nếu như mỗi ngày mà mình không dưỡng tâm bằng cách niệm Phật thì bứt cái huệ mạng mình ơi. Để bứt cái huệ mạng thì mình trở thành phù phiếm, xạo sự rồi giả dối rồi gạt người rồi làm đủ thứ chuyện hình ảnh bên ngoài đẹp mà tâm thì hư hoại. Giống như bên ngoài nhìn rất là đẹp, bên trong bị ung thư, quý vị nghĩ như sao? Có những người vì thấy không? Bên ngoài họ rất đẹp mà bên trong bị ung thư. Một thời gian ngắn nhất của họ là phát tán một cái thôi, nó xuống nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Trong vòng tháng hay tháng thôi, quý vị nhìn họ, nhìn không ra luôn. Có những người mà mình thấy họ mà, ủa, em thấy chị mấy tháng trước chị khỏe quá luôn mà bây giờ sao mà mới đây mà chị xuống mau dữ cái gì? Nói rằng chị bệnh ung thư lâu rồi em. Nhìn bên ngoài vậy thôi, chứ bên trong nó tiêu điều hết rồi. Nên đến lúc nó sụp đổ rồi là nó mau cực kỳ. Thấy không? Nên á, cái dưỡng tâm, niệm Phật là dưỡng tâm là gốc. Không dưỡng cái tâm thì bứt cái gốc. Mà bứt cái gốc rồi dù quý vị thấy cành lá hoa quả có đẹp, xum xê, nhưng mà cái gốc đã chết rồi thì chịu thua. Nên những đức nói rằng là mỗi ngày mà chúng ta có thời gian để niệm Phật lễ Phật nghe quý vị, người thân mình mà hộ trì mình cảm ơn họ hết mình. Họ đi làm về họ có sân si một chút, mình cũng kêu họ là Bồ Tát trong lòng mình. Tại vì họ đã hộ trì cho mình được có thời gian tu tập. Nên những đức nói cho vị nghe chứ, mấy tháng nay mà những đức có thời gian niệm Phật lễ Phật nghe quý vị, những đức đi bên ngoài bận bịu tranh thủ chạy về lên tu liền. Mấy tiếng mà đi bên ngoài nó nhức đầu không đơn giản. Tại vì sao? Vì kẹt xe quý vị. Ồn náo kẹt xe mà tới giờ nhào vào tu luôn. Lễ Phật thờ gì mà nó an định cái tâm lại. Đúng là phương pháp lễ Phật này hay thiệt. Nên những đức nói buồn lễ Phật hết buồn, người nhức mình nhức mỏi lễ Phật với khỏe, bệnh nhức đầu lễ Phật với hết nhức. Bị chân thật, bị tin cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này hay lắm. Thật sự nghĩa là phương pháp lễ Phật này tránh lão hóa, càng lễ Phật càng trẻ ra,
Tại vì phương pháp lễ Phật này hay lắm. Quý vị để ý đi, sẽ thấy đó. Càng lễ càng khỏe. Thí dụ như bây giờ đi, đôi chân quý vị lúc trước đi nhức mỏi, đi nó mỏi nha. Quý vị mà lễ Phật trong vòng 2 tháng quý vị thấy đôi chân quý vị hoàn toàn thay đổi, khỏe lắm. Không nhận cái phương pháp lễ Phật này hay thiệt. Rồi ai mà bị nhức xương sống đâu mà nhức, rồi giống như là nhức thời gian dài, nhức thời gian dài, nhưng mà vì dùng phương pháp lễ Phật này hết nhức xong. Có những người thì biết rằng là ung thư bác sĩ chạy mà lễ Phật hết, nên gọi là phương pháp lễ Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Quý vị biết rằng là không có một cái môn tập thể dục nào mà đạt bằng cái môn niệm Phật lễ Phật hết. Tại vì sao? Vì niệm Phật nó dưỡng luôn tâm. Còn mình tập thể dục, mình đi vòng vòng, mình chạy vòng vòng, mình có thể luyện thân nhưng mà khó dưỡng tâm. Mà tâm là nguồn gốc chính, mà tâm nó không dưỡng được thì cái bên ngoài dưỡng nó cũng chịu thua. Nên quý vị nhìn thấy có nhiều người khỏe đẹp, nhưng mà lạ thay ở bên trong họ bị bệnh. Nhiều nha, ngồi trong đây cũng có những người nhìn họ mập mạp sáng sủa gì đó mà bên trong bệnh nhiều. Nên từ nơi đó mà cái dưỡng tâm rất quan trọng. Nó dưỡng tâm, một là nó dưỡng cho quý vị vui. Khi tâm đã được dưỡng, huệ mạng đã phát triển thì con người vui. Nên khi nghiệp những đức đổ mà duyên bị chỗ, bây giờ bông sen chỗ đầy. Quý vị niệm Phật lễ Phật mỗi ngày, bây giờ tưới tẩm bông sen quý vị nở ra tươi tốt. Còn thời gian trước thì nghe pháp hoài về tịnh độ, muốn giảng sanh, muốn giảng sanh, nhưng mà bông sen càng ngày càng héo. Bông sen bị héo đó. Giống như bây giờ bông sen của nhiều người biết những đức bây giờ đang nở ra dụng công tu. Còn thời gian trước cũng đặc biệt, đi đến thì dự những pháp hội, nhưng mà pháp hội xong rồi bông sen bị héo. Vô tu dữ lắm nhưng mà về bông sen bị héo. Biết sao? Có nhiều cái bị tổn âm đức của mình khi đi đến chỗ đông người. Nhìn người này tốt, nhìn người kia xấu, nói này nói kia. Tu xong rồi ngồi tụm ba tụm bảy thị phi. Nên tu về mặt héo queo là bông sen héo. Còn bây giờ ở tại nhà tu lay ra như vậy nhưng mà tươi rói, là biết là bông sen cực lạc vị đang phát triển. Vì nhờ cái công đức niệm Phật mà tưới tẩm cái bông sen cái cực lạc mình tốt lên. Còn lúc trước đi lỡ chỗ đông người nhưng mà hao hớt quá, nào là dành chỗ ngủ, kiếm chỗ nào ngủ cho ngon ngon là héo ơi. Dành chỗ nghe pháp phía trước héo rồi, thấy không? Gặp người này mấy ngày nay đi lỡ đông quá, không có chỗ tắm, bà chưa tắm ngồi gần nghe mùi bực bội, héo luôn. Thấy chưa? Tuy là lỡ chỗ đông người, nhìn tưởng đâu ghê gớm lắm nhưng mà héo không nở. Nhưng mà âm thầm tu một nơi nào nghiêm túc đàng hoàng, nhưng cuối cùng bông sen càng ngày càng nở ra. Những đức nó thật sự chứ vì biết chứ. Cả mấy chú đi theo những đức này, có nhiều người nói rằng mấy chú này ra khỏi chùa, mấy chú này hết phước. Chưa chắc, chưa chắc. Hai ba chú đi theo những đức bây giờ mỗi ngày ông tu 4 thờ, 12 giờ phiên mà ông tu thêm cái nữa 5 thờ. Đó. Thì bây giờ chúng ta thờ khóa tu buổi tối chúng ta đổi lại thành cái thờ khóa 8 giờ rưỡi. Lúc trước là khi nhà đức nói chuyện xong 8 giờ bị tu luôn, thấy nó gấp gáp quá. Rồi xong tu xong cái 9 giờ tu nữa. Bây giờ nhà đức đổi 2 thờ thành 1 thờ thôi, là 8 giờ rưỡi. Cho vì tu xong là nghỉ luôn, rút thời gian lại. Và tu 12 giờ khuya thì cái giờ đó mình tu xong mình còn thời gian, thấy không? Nghĩa là duy trì được lâu dài. Đặc biệt mấy chú ông đi theo nhà đức bây giờ là ông lên ông tu suốt, ông không có công việc gì nhiều chứ. Nó nói cho vị nghe chứ, làm thiện tưởng đâu làm nhiều nhưng héo vì hao hết. Và mà quý vị nghe nhà đức nói chuyện là quý vị cũng đã được điều chỉnh đỡ cái tâm chút rồi đó nghe. Còn nếu như quý vị đi chùa quý vị không nghe giảng pháp này kia rồi quý vị biết rằng nó còn không có nở nữa, giờ đứng đây chỉ có héo.
nó không có nở nữa chứ đừng nói có héo. Còn cái này quý vị còn có héo là quý vị cũng đã có nhăn nở rồi đó, nhưng mà do không biết dưỡng nên héo. Còn nếu mà không nghe pháp á, nở còn chưa nở đừng chi héo. Quý vị mà nếu ai đã từng đi nhiều nơi mà quý vị thấy rằng đi đó tụng hồi kinh sám hối, lễ một buổi sám hối, thì quý vị thấy có cơ hội nở cực lạc không? Không có đâu, có đâu. Đó. Giống như một ngày ăn mà 29 ngày nhịn thì không có cửa để mà cơ thể được tốt đâu. Còn bây giờ quý vị mỗi ngày tưới tẩm nè, quý vị ngồi suy nghĩ đi, nên mới nói là cái nghiệp như đức độ mà duyên vị chỗ rõ ràng chưa? Nó chỗ tu đó, chỗ niệm Phật nè, nhà nhà đạo tràng tịnh độ nè. Bây giờ mà không tu nữa đổ thừa ai? Người ta mỗi ngày người ta tu chung với mình, người ta đem Phật pháp chia sẻ cỡ mở rồi tổng duyên gì mà không chịu tu nữa, tìm gì, tìm gì tới giờ nó nói buồn quá đi tìm á, thì cứ đi tìm, nó lang thang giết rồi thành thị phi luôn, lang thang giết rồi thành thị phi luôn. Trải qua một khoảng thời gian kinh nghiệm trong cuộc đời đi, ngồi suy nghĩ đi, nhóm đi quần này áo nọ, rồi ông thầy ông phương tiện ông tán thán tu là phải đẹp chàng ô về cố gắng bận màu này màu kia, quần này áo nọ bận cho nhiều vô, rồi bắt đầu đòn này canh đòn kia canh đòn nọ, cuối cùng heo nó đi cho dữ, nhưng mà làm ghê gớm lắm. Rồi cuối cùng phương tiện tán thán trưởng đòn dẫn tu cũng dữ dằn lắm đúng không, nhưng mà trưởng đòn cuối cùng trưởng đòn này đụng với trưởng kia, hai bên trưởng nhau, cuối cùng hai bên té xuống sông heo, phải không? Đây là cái mà thật chắc bây giờ á, đến lúc thật chắc rồi nè. Lúc trước là quá nhiều phương tiện rồi, bây giờ thật chắc nói cho nghe nè, hãy nghe thật lòng đi, thích thật đi, đừng có thích thích giả nữa, thấy không? Và tôi không thì nói rằng phàm phu thích gạt hơn thích phiên. Gạt thì phải trao chuốt mê, nhưng mà khó giảng sanh lắm. Phiên thật thì có cơ hội giải thoát hơn. Nói quý vị thấy không? Những đức trải qua một khoảng thời gian tu hành với vị làm việc, quý vị nhìn từ ngay những đức mà nghĩ nhìn được vô thường đi, mình nhìn ngay những đức mà vị thấy ra lòng người hết luôn đó. Tất cả những gì như đức chia sẻ cho quý vị nghe phải xác thực không? Xảy ra hết rồi đó. Bây giờ nhiều người á, người ta gặp như đức ta nói rằng con sợ thầy nói quá thầy ơi, thầy nói gì xảy ra nấy à. Nhưng đức nói rằng tôi nói vui vui vậy đó, nhưng mà cái nói của tôi là có tính toán về định luật nhân quả, nhưng mà cái cách truyền tải của tôi thì nó vui để cho bị đỡ buồn ngủ thôi. Nhưng đức nói trong tất cả cái ngủ không bằng, không có cái nào đáng sợ bằng ngủ gục. Nên có nhiều người nói nào là ăn ngủ tăng không niệm Phật được này kia, những đức nói không đáng sợ mà ngủ gục. Ngủ gục mới đáng sợ nhất thôi, vì ngủ gục là hết niệm luôn, ngủ tăng còn có thể niệm Phật chứ. Tại vì ngủ nhưng mà nó còn tăng tăng, còn này gục luôn rồi còn gì niệm Phật. Em biết vậy nó nên hãy thật chắc nhìn nhận đi, hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi, và hãy chấp nhận sự thật của nó đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng sự thật là mắc lòng, mắc lòng mà còn có thể giảng sanh, còn hơn giả dối mà đi đọa lạc. Hết sức cẩn thận quý vị ơi. Những đức nếu mà còn công việc đó thì giảng phương tiện nhiều lắm, vì 2.000 người đó không đơn giản như vị nghĩ đâu. 2.000 người đó không đơn giản như vị nghĩ đâu. Nói phàm phu á, mình không phải Phật Bồ Tát, nhưng phàm phu muốn làm việc của Phật Bồ Tát khó. Nên chúng ta nên phải biết mình là phàm phu, lang thang đi đầu này đầu kia đầu nọ, nhưng mà buông ra rồi tu một thời xong rồi là ngồi lại thị phi dữ lắm. Nên mà nhà đức mới nói héo. Chị Tư nghĩ sao? Nó nên á, chị Tư, chị Ba, chị Bốn, chị Năm nghĩ sao? Khoảng thời gian lang thang trong đây cũng dữ lắm chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Đến mà nói mà
Khi thấy rằng là khi nghe những đức chia sẻ Phật pháp mà thôi, sáng nào chủ nhật cũng nói, chủ nhật là nói phổ thông nhất là thường thứ bảy chủ nhật là thôi, phía trên của những đức là những điểm mà gọi là điểm nóng nhất. Bây giờ những điểm nóng đó bây giờ trở thành điểm lạnh nhất. Hiểu chưa? Lạnh nhất là gì? Đó, người ta có thể nâng quý vị lên cao và người ta cũng có thể lạnh lẽo với quý vị, đúng không? Thấy chưa? Đó là những đức muốn nói vô thường đó. Còn riêng bản thân những đức bây giờ thấy chấp nhận lắm rồi. Tại vì được tu là hạnh phúc nhất rồi quý vị. Buông xuống cái thị phi bớt đi, buông xuống công việc đi, nhẹ nhàng mà thì điều đó là mừng. Nhưng mà những đức muốn nói những điều này cho quý vị nghe để quý vị nhìn nhận cái chuyện những đức á, nó là đầy đủ hết rồi đó. Nó đầy đủ rõ ràng hết rồi đó quý vị. Nên đó là cái vô thường mà quý vị phải nhìn nhận đó. Đừng bao giờ vì nghĩ cái chuyện này chỉ là chuyện những đức thôi nghe. Nhưng cái chuyện nằm trong chuyện quý vị á. Chỉ cần một chuyện nhỏ của những đức thôi cũng nằm trong chuyện quý vị đủ rồi đó. Chứ đừng nói chi cái chuyện bao la vạn trượng của những đức gặp phải. Thấy không? Đó, nên cho mình bình tĩnh lại. Để bây giờ còn có cơ hội thời gian tại gia đình mà cố gắng tu tập đi. Rồi mỗi ngày niệm Phật lễ Phật nghe chị Tư. Nên từ nơi đó mà siêng năng. Nó những đức nói người thân mình mà hộ trì cho mình mà được tu mỗi ngày đó là quý vị Huy Hoàng gọi là chắp tay cảm ơn họ. Rồi buông ra cái gạnh bấm số niệm Phật. Thí dụ như đi đâu đi họp hay đi đâu công chuyện đi, ngồi trên xe người ta chạy mình bấm số niệm Phật. Mỗi ngày đưa lên cho mình 5-6 ngàn gì đó, tùy với khả năng cố gắng đưa lên, sẽ dưỡng được cái bồ đề tâm mình tuyệt vời lắm. Nó giống như cô Diệu Tâm á. Không, cứ ngồi làm việc bấm số niệm Phật. Lúc nào làm việc làm gánh bấm số niệm Phật, đúng không? Phải siêng năng niệm Phật. Vì con đường này tự mình đi. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là khi bạn cặn tới nghiệp gần chết, bao nhiêu người thân buông xung quanh bạn, ai là người giúp bạn, ai là người giải quyết vấn đề sanh tử cho bạn? Chỉ có A Di Đà Phật thôi. Bây giờ nè, thời điểm này nè, những đức chia sẻ tịnh độ là đi sâu vào tịnh độ luôn, tín nguyện luôn. Vì những đức đâu có còn cái gì phương tiện, cái chuyện mà cuộc sống của bao nhiêu con người nữa đâu. Những đức tùy duyên rồi, xong chuyện những đức rồi. Bây giờ đến lúc nè, thật chắc tịnh độ cho quý vị nghe nè, nếu quý vị mà chịu tu. Nhất là cái câu mà những đức nhắc với hổm tới giờ, nhắc hoài cho quý vị nghe luôn. Phải tin nhân quả với tin Phật Bồ Tát. Tin nhân quả, tin Phật Bồ Tát là 100% quý vị thành công. Khi tin nhân quả càng sâu thì quý vị sẽ ít bao giờ bị phiền não. Tin vào Phật A Di Đà chắc chắn Ngài sẽ sắp xếp cho quý vị. Nói đây không phải để mình làm biếng quý vị. Nhưng công việc gì mình làm là mình phải nhiệt tình. Nhưng mà có những việc quý vị không làm được, Phật A Di Đà sắp xếp cho quý vị. Nhất là khi cặn tử nghiệp, Phật A Di Đà sẽ sắp xếp cho quý vị. Việc này là việc Ngài sẽ làm. Còn lúc bình thường về nhân quả, nếu mà nói là tin nhân quả, tin nhân quả là cuộc sống hàng ngày. Cặn tử nghiệp là thành quả Phật A Di Đà giúp quý vị. Cặn tử nghiệp là thành quả Phật A Di Đà giúp quý vị. Đó. Nếu như quý vị nghĩ rằng cặn tử nghiệp có một con người nào đến hộ niệm giúp quý vị giảng sanh, coi chừng quý vị thất bại đấy. Tại sao không tin Phật A Di Đà điều chỉnh mà lại đổi cái lòng tin Phật A Di Đà thành tin con người? Quý vị coi Đức Phật còn tại thế, đệ tử Đức Phật dù bậc thượng thủ nhưng mà đều quy về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ làm sao mà Phật pháp quy về những đức? Những đức làm sao giúp quý vị cái chuyện giảng sanh? Những đức chỉ là giúp quý vị là bạn đồng tu, chúng ta giúp nhau tăng thượng duyên, giúp nhau tăng thượng duyên thôi. Nó nên từ nó đó. Có những câu nhắn tin như Đức nói rằng con mà biết thầy ra khỏi chùa là con lỡ con rước thầy về nhà để hộ trì cho thầy. Nói cái duyên những Đức ở đâu là những Đức ở ngay chỗ đó, đó. Cái duyên những Đức ở đâu là những Đức ở ngay chỗ đó. Và cái duyên ở cõi đời này nó ở được bao lâu và nó đi đến nơi nào nó có duyên hết. Dù bản thân mình nói mình sẽ an định một nơi để tu. Cái an định là ngay gì phải không? Ngay câu ai với Đạo Phật á. Nó an định là nó an định ngay câu ai với Đạo Phật á.
Như đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, người nói tôi cũng muốn ở một nơi chứ đâu phải muốn đi nhiều chỗ. Nhưng mà người ta hộ trì tôi một thời gian, người ta không hộ trì tôi phải đi chỗ khác. Nên cả đời ngài phải đi gì? Cuối cùng ngài nói phải dừng chân thôi, ngài xây ngôi chùa Cực Lạc. Đó. Cuộc đời đại lão Hòa Thượng Không là ngài xây ngôi chùa Cực Lạc ở Đài Loan. Đó. Nên từ nơi đó mà mình á, an định ngay câu Phật hiệu á. Chứ còn nói mình, nếu mình chấp cảnh thì mình phiền não, tại vì cái cảnh này nó thay đổi mà. Cảnh nó thay đổi, còn trụ tâm ngay câu Phật hiệu mới là cái quan trọng. Nên như Đức nói là tin nhân quả, tin Phật A Di Đà phù hợp. Còn nếu như một người nào hướng dẫn quý vị mà họ nói rằng họ sẽ giúp quý vị giảng sanh, quý vị dám tin thì bị gan cùng mình. Dám tin thì gan cùng mình. Bởi đó như Đức nói một câu, ai cũng là người định cư ở Việt Nam mà muốn bảo lãnh thì ra Mỹ khó lắm. Từ khi cái người đó đã qua Mỹ rồi, họ mới bảo lãnh mình qua Mỹ, công nhận không? Đó, nên từ đó nó phải có nguồn gốc bên kia, nó mới đưa mình qua bển được. Mà mình tin là tin cái người bên Mỹ mới rước mình qua Mỹ. Chứ bây giờ họ ở cái nhà mình ở Việt Nam mà họ rước mình qua Mỹ thì sao rước? Nên cái người ở thế giới Cực Lạc mới rước mình qua Cực Lạc. Nên Đức Phật A Di Đà là ngài là người phát nguyện, ngài ở thế giới Cực Lạc thì ngài mới là người rước mình qua Cực Lạc. Hiểu không? Mình tin Phật A Di Đà là đúng. Vậy thì bây giờ muốn qua Cực Lạc thì phải làm sao? Niệm A Di Đà Phật. Nguyện thứ 18 trong kinh rất rõ ràng. Niệm danh hiệu ta, ta tiếp dẫn. Rất rõ ràng luôn. Chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tính ưa là càng niệm càng thích. Thấy không? Dù tạo nghiệp chướng gì nhưng quay đầu lại niệm Phật, quyết tâm tạo một lần, quay đầu rồi mai mốt tạo nữa, vẫn quay đầu. Cuối cùng cái quyết định bạn là cái quyết định cuối cùng, là bạn niệm cái gì. Cái quyết định của bạn giảng sanh là bạn niệm cái gì. Hàng ngày của bạn nhất định phải có nhân thiện nhân ác, nhưng cái quyết định của bạn cuối cùng là bạn niệm cái gì. Cái này là cái quyết định của bạn hàng ngày nè. Tôi quyết định niệm A Di Đà Phật. Tôi cỡ nào tôi cũng tin A Di Đà Phật. Con cỡ nào con cũng tin A Di Đà Phật. Con là cả cùng tử, con nhất định phải về Cực Lạc. Cuối cùng cái quyết định quý vị là cái niệm cuối cùng là niệm Phật, thì Phật A Di Đà rước quý vị về Cực Lạc. Hãy tin cái Phật A Di Đà như vậy đó. Nên mình có nhân duyên mình đi đến đạo tràng tu, đạo tràng tu, đạo tràng tu, nhưng phải nhìn nhận ra không phải là đá đổ cũng nhờ những nhân duyên đó mà cho mình chuyên tu. Nên mình phải nhìn nhận ra để nhìn sâu sắc, hiểu rồi thì tự nhiên nhìn thấu buông xuống. Những Đức nói quý vị ở nhà vì tu được nhiêu có nhiêu, đi đến chỗ đông người quý vị phải cố gắng đó, nếu không hào hớt lắm chứ không phải dẫn đâu. À, thị phi á, thị phi này ghê lắm, nhất là mấy chị á, mấy chị thị phi lắm. Mấy chị thương thì mấy chị cũng thương dữ lắm. Đâu đó nhà Đức đã biết rồi. Hồi xưa nhà Đức nói có nhiều cô nói trời sao thầy cứ nói gì hoài ngại ghê. Chúng con không bao giờ mà như vậy đâu. Cả đời chúng con quý trọng thầy không bao giờ mà chúng con mà quên thầy đâu. Nó thấy chưa? Nếu mà tin mấy bà này cứ như là chết. Xong không nổi. Tôi nghe vậy thôi tôi cười cười vậy thôi. Tôi biết mà. Hồi đó tôi nói rồi mà, sau này tôi gặp nạn còn mấy người, tôi nói rồi mà. Tôi nói rõ ràng luôn đó, mấy người. Mấy cái chị mà ghê gớm lắm, đi hàng hàng đồ ra, quỳ xuống, sư phụ. Quỳ xuống, sư phụ, cái tay kế bên cầm thêm cục đá để chờ cơ hội. Cơ hội gì? Cầm đá liền sư phụ. Đến từ nơi đó mình không khéo mình bị cái cõi đời này lừa gạt là chết. Nên bản thân mình phải nhìn thấu được, sống trong đó mà biết được như vậy để không bị thất vọng. Chứ không phải là cái gì cũng chánh, tại vì cái nghiệp sao chánh, nghiệp sao chánh đây. Nên mình biết như vậy mà mình ở trong đó như vậy và mình trả, nhưng mình phải có mục tiêu là tin Phật A Di Đà rước mình về Cực Lạc. Đó là cái điều như Đức gầy dựng quý vị mỗi ngày luôn đó. Chứ không phải là nói ở phương xa, không có ban hộ niệm đồ lo sợ, rồi cuối cuộc đời con sao đây sao đây. Tiêu rồi. Quý vị tiêu rồi. Phải tin Phật A Di Đà sẽ phái người đến. Nè. Biết đâu Phật A Di Đà ngày phái những Đức đến thì sao. Quý vị. À, khi vị cần đến nghĩa biết đâu những Đức lại xuất hiện thì sao.
chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Tại vì như đức đang làm việc cho Phật A Di Đà, từ nơi đó phải tin nhân quả, tin Phật A Di Đà, cả đời gây dựng lòng tin đó nghe quý vị. Còn chơi với ai thì tin nhân quả, chơi với tất cả mọi người là tin nhân quả. À, còn muốn giảng sanh thì phải tin Phật A Di Đà. Đúng là hay, câu này hay nghe. Chơi với mọi người là phải tin nhân quả, tin nhân quả thì không bao giờ bị thất vọng. Còn muốn giảng sanh về thế giới Cực Lạc thì phải tin Phật A Di Đà. Nên niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Tin đi, nhất định chúng ta sẽ hẹn gặp ở Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.